Kính chào quý vị và các bạn, đây là Minh Phát, kênh tin tức tổng hợp giá vàng và giá ngoại tệ trong nước và thế giới. Các bạn đang theo dõi bản tin buổi sáng ngày 10 tháng 1 năm 2021. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui. Các bạn thân mến, giá vàng ở cả hai thị trường quốc tế và trong nước đã giảm mạnh trong các phiên cuối tuần. Trong khi giá vàng thế giới đứng ở mốc 1.850 USD, thì giá vàng trong nước đã đánh mất mốc là 57 triệu đồng một lượng và có khả năng giá vàng sẽ còn giảm trong tuần tới. Sáng nay Chủ nhật ngày 10 tháng 1 năm 2021, giá vàng miếng được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết ở mức 55 triệu 300 nghìn đồng một lượng ở chiều mua và chiều bán là 56 triệu 020 nghìn đồng một lượng. Tại Mỹ Hồng SJC cũng niêm yết mức giá 55 triệu 620 nghìn đồng một lượng ở chiều mua và 55 triệu 970 nghìn đồng một lượng ở chiều bán. Còn tại Hà Nội, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji cũng niêm yết giá vàng ở mức 55 triệu 300 nghìn đồng một lượng và 56 triệu đồng một lượng ở cả hai chiều mua bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji tiếp tục giữ ở mức cao là 700 nghìn đồng một lượng. Ở tại thị trường quốc tế, chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng thế giới đã đứng ở mức 1.850 USD. So với cùng thời điểm ngày 8 tháng 1, giá vàng thế giới giao ngay đã giảm khoảng 69 USD một ao. Hiện nay, quy theo tỷ giá USD ngân hàng, giá vàng thế giới hiện đang có giá khoảng 51,28 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới giao tháng 2 năm 2021 ghi nhận trên sàn COMEX New York đứng ở ngưỡng 1.849,7 USD. Giá vàng thế giới đã giảm sâu trong bối cảnh đồng USD tăng giá mạnh mẽ, ghi nhận phiên giao dịch tăng đột biến tốt nhất trong 2 tháng trở lại đây. Đồng bạc xanh đã tăng trong bối cảnh lo ngại về tình trạng bất ổn của Mỹ bị đẩy lùi khi quá trình chuyển giao quyền lực được Tổng thống đương nhiệm là ông Donald Trump cam kết. Giới đầu tư kỳ vọng khi Tổng thống ông Joe Biden đắc cử, Mỹ sẽ có nhiều hơn các gói hỗ trợ, chính sách kích thích kinh tế mới. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên trên 1%, lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm 2020, và đây cũng chính là yếu tố đã thúc đẩy giá vàng lao dốc. Một nguyên nhân nữa khiến cho giá vàng thế giới lao dốc trong phiên cuối tuần là làn sóng bán tháo diễn ra mạnh mẽ. Bên cạnh nguyên nhân giới đầu tư tiếp tục chốt lời, thủ phạm khiến cho giá vàng giảm là lợi tức trái phiếu kho bạc của Mỹ đã tăng mạnh. Nhận định về những diễn biến tiếp theo của giá vàng, chuyên gia phân tích bà Suki Copper của ngân hàng Standard cho rằng nhiều khả năng về dài hạn vàng vẫn sẽ tiếp tục tăng do có nhiều yếu tố hỗ trợ như là lãi suất thấp, tỷ lệ lạm phát tăng cao, kỳ vọng về các chính sách kích thích tài khoá mới. Và sau đây, mời các bạn hãy cùng theo dõi bảng giá chi tiết. Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55 triệu 300 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu đồng một lượng. Vàng SJC tại Hà Nội mua vào 55 triệu 300 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 020 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 700 nghìn đồng một lượng. Vàng Doji tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55 triệu 300 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 050 nghìn đồng một lượng. Vàng Doji tại Hà Nội mua vào 55 triệu 300 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji khoảng 700 nghìn đồng một lượng. Vàng PNG tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 55 triệu 300 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu đồng một lượng. Vàng PNG tại Hà Nội mua vào 55 triệu 300 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng PNG là 700 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn. Tại Mỹ Hồng SJC mua vào 55 triệu 620 nghìn đồng một lượng, bán ra 55 triệu 970 nghìn đồng một lượng. Vàng Phú Quý SJC mua vào 55 triệu 350 nghìn đồng một lượng, bán ra 55 triệu 950 nghìn đồng một lượng. Vàng Ngọc Hải SJC Hồ Chí Minh mua vào 54 triệu 800 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu đồng một lượng. Vàng PG SJC mua vào 55 triệu 300 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu đồng một lượng. Vàng PG một lượng mua vào 54 triệu 600 nghìn đồng một lượng, bán ra 55 triệu 100 nghìn đồng một lượng.
Giá vàng SJC tại một số ngân hàng. Tại ngân hàng Exim Bank, mua vào 55.750.000 đồng một lượng, bán ra 56.200.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng ACB, mua vào 55.200.000 đồng một lượng, bán ra 55.700.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng TB Bank Gold, mua vào 55.300.000 đồng một lượng, bán ra 56 triệu đồng một lượng. Tại ngân hàng Vietinbank Gold, mua vào 55.750.000 đồng một lượng, bán ra 56.370.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng SCB, mua vào 55.200.000 đồng một lượng, bán ra 56 triệu đồng một lượng. Tại ngân hàng Bidvest, mua vào 54.800.000 đồng một lượng, bán ra 56.100.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC chi nhánh tại các tỉnh thành. Tại Đà Nẵng, mua vào 55.300.000 đồng một lượng, bán ra 56.020.000 đồng một lượng. Tại Nha Trang, mua vào 55.300.000 đồng một lượng, bán ra 56.020.000 đồng một lượng. Tại Cà Mau, mua vào 55.300.000 đồng một lượng, bán ra 56.020.000 đồng một lượng. Tại Bình Phước, mua vào 55.280.000 đồng một lượng, bán ra 56.020.000 đồng một lượng. Tại Huế, mua vào 55.270.000 đồng một lượng, bán ra 56.030.000 đồng một lượng. Tại Biên Hòa, mua vào 55.300.000 đồng một lượng, bán ra 56 triệu đồng một lượng. Tại miền Tây, mua vào 55.300.000 đồng một lượng, bán ra 56 triệu đồng một lượng. Tại Quảng Ngãi, mua vào 55.300.000 đồng một lượng, bán ra 56 triệu đồng một lượng. Tại Quy Nhơn, mua vào 55.280.000 đồng một lượng, bán ra 56.020.000 đồng một lượng. Tại Long Xuyên, mua vào 55.320.000 đồng một lượng, bán ra 56.050.000 đồng một lượng. Giá vàng bốn số 9, vàng nữ trang SJC. Nhận bốn số 9 là từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 54.400.000 đồng một lượng, bán ra 55 triệu đồng một lượng. Vàng nữ trang bốn số 9, mua vào 54.100.000 đồng một lượng, bán ra 55.800.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang 24K, mua vào 53.257.000 đồng một lượng, bán ra 54.257.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang 18K, mua vào 39.254.000 đồng một lượng, bán ra 41.254.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang 14K, mua vào 30.102.000 đồng một lượng, bán ra 32.102.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang loại 10K, mua vào 21.004.000 đồng một lượng, bán ra 23.004.000 đồng một lượng. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bản tin buổi sáng ngày 10 tháng 1 năm 2021. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui. Nếu như các bạn yêu kim loại quý và cho rằng đây là thông tin hữu ích, các bạn nhớ hãy nhấn giúp Minh Phát một like, bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.